Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 3 bánh toàn là hàng số 1 thôi. Toàn hàng loại 1. Cầu loại nặng nhất trên thị trường hiện nay. Đấy. Tăng bua lớn này. Tăng bua 180 nhá. Các con ốc rất là sắc nét luôn. Sọ cầu này, đường kính tăng bua là 180 nhé. Tiếp theo là đến cái số phụ này thì là số phụ 2 lò xo này, nó tự định vị nhé, các bạn không phải căn chỉnh, không cần phải lấy gài gì cả. Đấy, kéo nó về phía nào nó sẽ tự định vị ở vị trí đó luôn, rất là nhàn, không phải căn chỉnh gì hết. Tiếp đến là dây số của nó, là dây số của nó như dây số của ô tô luôn. Đấy, dây số phụ 5 tạ này. Phần khớp các đăng này, khớp các đăng là khớp bằng thép các bạn nhé. Khớp thép nó khác với khớp gang. Khớp thép thì những góc này nó bo tròn rất là mịn này. Đấy. Cái khớp bằng gang ấy thì nó rất là sắc cạnh và nó nhỏ hơn một chút. Hai khớp trượt luôn. Số lùi thì vẫn số lùi vàng loại 1 từ trước đến giờ vẫn bán. Bộ này thì đặc biệt là sẽ ưu đãi khách hàng, là có hai sự lựa chọn cho khách hàng lựa chọn loại đèn. Một loại đèn bóng tóc có thể thay thế dễ dàng, và một loại bóng LED thì tiết kiệm điện. LED thì nó hỏng là không sửa được, còn bóng tóc thì cháy thì mình có thể mua bóng phổ thông, nó rất là nhiều và thông dụng. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn là dòng nhíp. Nhíp thì bên em nhíp là nhíp nhập khẩu các bạn nhé, không phải nhíp hàng nội. Đấy, nhíp hàng nhập. Đây các bạn nhìn này, tất cả những cái đường chỉ của nhíp rất là sắc nét. Đây. Các bạn nhìn cái nhíp hàng nhập nó làm cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Không có chuyện nhíp lọ, lá lọ xô, lá kia. Rất là đẹp. Và đặc trưng của nó đây. Thứ nhất có dòng chữ Trung Quốc. Thứ hai nữa là nhíp có gân. Đấy, hàng rất là sắc nét luôn. Phụ kiện nhíp thì vẫn bán loại tốt nhất là Bulon 12. Có eco chống trôi này. Tai đỡ dày này, tai này tai 4 đến 5 ly này. Đấy. Đu nhíp này. Đu nhíp ốc phi 12 này. Và eco chống trôi này. Cao su thì vẫn 12 chiếc. Gối đỡ thì đầu động thì vẫn là gối này hàn lên. Bắt cái ngõm vào đây. Các bạn nào xem video bên em nhiều rồi thì đều biết cách lắp đặt thôi. Đấy, cái này hàn lên đằng sau. Quang nhíp 4 chiếc, đai ốc loại dày này, đai ốc rất là dày nhé. Đấy là phần phụ kiện nhíp. Phần phụ kiện phanh thì sẽ bao gồm một tay phanh và ba đũa phanh. Tay phanh thì được quấn theo cái hệ xoắn tròn như này, cho nên là lực kéo thì nhẹ, lực kéo thì ít mà xoắn thì nhiều, rất là quấn được nhiều vòng. Tai là 8-10 chiếc. Tai 10 cái này. Bánh xe loại 400-12 này. Loại này là loại 1 nhé. Loại này, bánh này là bánh 8 bố này. 8 bố mắc loát của nó là 355kg trên một bánh nhé. Đấy, gai cao này. Đường kính 50 này. Lốp thành vành hàng nhập này. Vành này rất là cứng, vành thép của nó rất là cứng, thép hàng nhập. Vành này thì có 4,5kg một cái, nhưng mà nó có cái gân tăng cứng đây các bạn nhìn này, gân rất là cao này. Dập lổi này, nhìn rất là đẹp. Nó đắt hơn cái vành hàng nội khoảng 30.000 một chiếc. Một chiếc lốp, một chiếc vành này này. Đấy, lốp này thì bên em nhập cũng bên Trung Quốc thì lốp nó cao giá hơn lốp Việt Nam một chút. Đấy, đấy là tổng thể của một bộ
bao gồm bằng này món. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.